Thời tiết hôm nay khá là lạnh, nên mình sẽ phải ăn bóc một món đồ gì đấy để chống lạnh. Hình như đây là cái máy máy sưởi cầm tay. Mình còn có cả chăn điện nữa, nhưng mà trong tập hôm nay thì mình chỉ bảo unbox máy sưởi thôi. Wow, hẳn hai cái hộp rồi. Trong này có cái giấy gì nữa đây? Thank you này, hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn sử dụng trong cần đây. Rồi, để xem cái này nè. Ồ, cái này trông giống hình hình chân con chó nhỏ nhỏ xinh xinh này. Dễ thương ra phết. Chỗ này chắc là để cắm sạc này. Đây, giữ một lúc nó đã sáng cái này lên. Hai bên này không bấm được, chỉ có bên này bấm được thôi. Còn đây là cái gì nữa? Đây là một cái nữa, mình không nhớ là mình đặt hai cái luôn á. Hay là một hộp mới được hai cái nhỉ? Mình nhớ là mình chỉ đặt được một cái thôi mà. Không lẽ mình đặt hai cái à? Vậy chắc là đặt hai cái rồi. Cái này hết pin hay sao ấy? Cái này mở không lên. Sao vẫn chưa thấy ấm nhỉ? Không thấy ấm, mà không thấy lên. Cái này có mở ra được không? Cái này là dây dây kiểu dây giãn này, co giãn được này. Còn cái này bấm mãi không lên, chắc là hết pin rồi. Thôi cứ coi như nó hết pin đi. Cái này thì bắt đầu ấm rồi này. Mở lên một lúc bắt đầu ấm rồi này. Nhưng mà vẫn chưa ấm lắm vì tay giờ khá là lạnh. Để xem hướng dẫn sử dụng thế nào. Bơm một lấy thiết bị ra khỏi vỏ. Nhấn giữ nút chỉnh giữa máy 3 giây để bật nguồn, đồng thời đèn màu xanh sáng lên báo sử dụng nhiệt độ. Tắt nguồn, nhấn giữ phím hết. Rồi hết, hướng dẫn sử dụng rất đơn giản. Đó, bây giờ nó hơi ấm ấm rồi mọi người ơi. Nhưng mà nó chỉ hơi ấm thôi, không biết là tại tay mình lạnh quá hay là tại cái này nó chỉ được vậy nữa. Mình sẽ sử dụng thêm và sẽ ra video sau nữa để cho mọi người biết nhé. Còn cái này thì chắc là hết pin rồi, bật mãi không lên. Phần này là sạc này. Ở đây mình có dây sạc đây. À, đây là sạc Type-C nhé. Đây là sạc dành cho điện thoại Android nhé. Rồi, xin chào cả nhà.